trúng không? Ê đó, treo lên. Téo, téo. Hay quá anh bạn ơi. Quá dữ, quá dữ. Xa thủ. Vàng hết trơn cái này. Thật luôn. Được, xin chào cả nhà nha. Thì là nói đầu tiên cho được gọi là chúc sức khỏe đến cô dì chú bác anh chị em đang xem cái video của được nha. Thì hôm nay được với hai chú ở gần phòng được đi bắn con gì chú? Gắn mối, bắn gắn mối cả nhà. Nói chung bữa nay mình đi chung với hai chú này mình kiếm ít gắn mối về mình làm món gì lạ lạ mình ăn nha cả nhà ơi. Thì được xin mời cả nhà mình trải nghiệm cùng được đi bắn gắn mối nha. Bịt khẩu trang ra tại cũng còn gần nhà người ta là khẩu trang giống công rồi công an thấy nó la nữa. Đếm dặm chạy đó thôi. Cây là gần gốc cây á. Cái kéo ra thôi. Cái vô hang hả chú ơi? Không. Không đâu. Đây thì mình đi bắn gắn mối thì mình đi vô trong mấy cái đường rừng như vậy nè cả nhà. Trong mấy cái rừng tràm. Sẽ ở vòng vòng trong mấy nè. Được con hả chú? Hay vậy. Đây cả nhà, đây anh Bảy mới bắn dính được một con gắn mối nha cả nhà. Đó, bây giờ mình bỏ vô bao. Đem cầm cho anh dễ bắn. Đây 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 giục giục con nó qua cho em cái ấy. Cái nào mà em thấy à? Đây, anh Bảy mới bắn dính con nữa cái nè. Giờ anh Bảy gặp thêm con nữa nha. Té không? Té không? Hay quá. Bắn là bắn gì nè, lượm hay đậu bắn. Hay quá anh Bảy ơi. À hai con rồi cái nha. Hay ta. Nè, hai con rồi cái nha. Đây là con gắn mối mình nha. Đúng là thiện xạ. Phát con, phát con. Ngay đầu không? Mấy con này máu ghê ha. Ê. Thì gắn mối này thường thường nó ăn mấy con ruồi muỗi rồi. Với mấy con sâu rồi. Nó nói chứ là em đó giờ em chưa ăn nó nha anh Bảy. Thịt nó ngọt lắm hả? Anh Bảy, Bảy ơi, đây, đây con anh Bảy ơi. Đây nè, đây nè. Mới chạy đó đó. Mới lũ này người ta. Té 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 anh mày thấy em ngu vậy à trúng rồi hay ta mẹ cái này bắn ngay mình ngay mình luôn trúng trúng chết rồi bể luôn rồi bắn nó cục đá nó bự quá cả nhà nó bể tắt vét
quá dữ, xạ thủ. Đây cả nhà. Thêm một con. Con này mấy chú nói là thịt gà ngon hơn thịt gà đó nha. Ồ. Đây đây, hai con. Con chịu đó. Quá, bay nước luôn. Chúng không? Chạy đâu rồi, chạy. Ê, đó. Chạy vào đó. Đây, đây. Thấy một cái bà nội nó kêu là mà lũ này nè. Cái trời chạy luôn rồi. Cục đuôi con đó, cục đuôi đó. Trong bụi đất á, chưa chạy đâu đâu. À. Lặn cái gì vậy? Mới chui đó, con nó cục đuôi, nó chạy hết nổi rồi. Chụp đâu, đâu có thấy nè. Đâu. Chụp lia lia chơi cũng tiêu. Dính này, dính này. Bự không, bự không, Phương Anh? Cục đuôi phải không? Ờ, đuôi nhỏ xíu à. Rồi, cũng mập quá chứ. Đây, con nè. Trời ơi. Chụp, chụp lia chơi. Cái này. Nhiều quá trời luôn. Mà cỏ nhiều quá, bắt không được cả nhà ơi. Nó trốn quá. Nãy giờ cũng gần cái chục rồi đó. Cái mấy con gì đó. Tấm ông lắm á. Quá, quá dữ chú ơi. Ngay sống luôn rồi, ông bắn ngay sống rồi. Hoàng kia nó hơi thấy máu rồi cả nhà. Phần này mình cho thấy phần bụng nó không có thấy máu, nó biết nó chết được rồi. Nè, không. Bắn nó lội sống rồi. Hay quá anh Bảy ơi, anh Sáu ơi. Em ru đó. Lắm, lắm. Trời ơi, bắn mất cái ngày đầu luôn. Không lắng luôn. Không ai cũng bắn luôn, muốn cái ngày đầu luôn cả nhà. Hay thiệt. Này về hồi mình lột da nó hả anh Bảy? Cạo vậy hả? Lắm. Trời trời. Không bắn ngay đâu. Nát bét luôn nữa rồi. Lụm thêm một con nữa cả nhà. Quá hay anh Bảy ơi. Sao anh?
còn sống hả? Như mấy nước kìa. Đây đây. Nó mà. Có bị gì mà em chụp. Thì ủng mẹ nó bị con quán đó mà. Quán. Cái. Đừng đừng đập đi cầm. Xíu luôn rồi. À anh Bảy mới bắn dính con này cả nhà. Trúng mép đầu tí đâu ơi. Trúng tí mép đầu nè. Trúng vậy mới đập chóc da. Không. Giữ cái. Kết. Kìa 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 đằng nào. Đủ nhỏ mày. Bự nhỏ. Tìm lại đi, bự hơn thằng Lăng được rồi. Ôi dậm dậm hồi con cầm tay chạy ra một cái. Trúng không? Trúng rồi. Trúng rồi, anh Bảy nó trúng rồi. Sáu nó trúng trúng rồi. Sáu nó trúng rồi. Là làm được đó. Thấy thấy lặng á. Nó dễ chết ta. Đây cả nhà, đây là cái thành quả của hai anh 6 anh 7 mới bắn hồi nãy nha. Tầm hai mấy con á cả nhà. Bắn bể đầu bể đít lụm chân. Đó. Giờ anh 6 anh 7 đang mần ha. Chứ xíu mình làm món gì anh 7? Chiên. Chứ xíu mình chiên ha. Đây này nó có nước. Dạ. Nó lò nước đi con. Bành bành thôi cả nhà. Không. Này này hồi chiên. À, đây cả nhà, cái này mình bật cái chảo dầu lên ha, mình chiên đó. Giờ nãy giờ hai anh đã làm xong hết rồi. Đó. Y như con kỳ đà anh. Giờ. Thì giờ anh em về làm lấy gai luôn cả nhà. Trong thời gian đợi này chín nè. Bây giờ anh Thanh test thử giùm em con đó cái. Ngon lắm. Ngon. Như thịt gà cái này. Cái thịt nó dài mà. Dài, quá đã luôn. Ngon. Đuổi mày. Quay cái này hồi trúng rũa. Thôi quay lại chữ mẹ ngá hoài. Ổng giận mé. Cái này tại vì mình có nước mắm rồi á, ớt sẵn nó dặn anh. Nước mắm với mình phải nãy mình quên dặn chút bột ngọt ta. Có chắc. Có. Không để được đâu ngọt. Dạ. Nó ngon quá, vàng hết trơn cái này. Thịt nó phải mà gấp anh em mời anh Vũ không. Ủa sao vậy anh Vũ, anh chịu ăn cả nhà nè. Anh Bảy chấm nước tương anh nó quả béo lên em ơi. Quá ngọt sao thấy mỏ nhọn dữ vậy. Này này anh em xạ thủ nè. Bắn ghê thiệt chứ. Công nhận hai anh bắn hay á. Dạ. Em cảm ơn anh nha. Đây cái này. Đây là con gà rán mối mình chiên rồi nha.
Mà ngon chưa? Đây được cắn, cắn thử miếng nha. Chấm miếng nước tương. Đây được, xin mời cả nhà nha. Quá béo luôn. Béo giòn anh. Ngon ghê. Thôi thì cái video của anh em của mình tới đây, bye bye tạm biệt cả nhà nha. Thôi bye bye hai anh. Hẹn hai anh dịp nào anh em mình đi thả lưới bữa nha. Dạ. À, ngon ghê. Hay cho anh em mình dùng luôn cả nhà ơi. Tạm ngưng cái video mình dùng luôn cho đã. Ngon ghê, thịt nó giòn. Dai như thịt gà cả nhà.